Xin chào tất cả các anh chị nhà dịch vụ Forex. Tôi là Tuệ, chuyên gia Tuệ, nhà chiến lược thị trường của Fullerton Market. Nếu các bạn đọc những quyển sách của Robert Kiyosaki như là Cha giàu cha nghèo thì bạn cũng sẽ hiểu được một thực tế rằng những kiến thức về tài chính cá nhân thì thường sẽ không được dạy ở trường. Và đó là lý do tại sao những người trẻ họ thường không có thói quen tiết kiệm và đầu tư, thay vào đó họ thường chi tiêu và đây là một thói quen xấu. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị 5 thói quen tốt về tài chính mà những người trẻ cần có. Thói quen đầu tiên, bạn hãy thường xuyên tiết kiệm. Trong cuốn sách Người giàu nhất thành Babylon, bước đầu tiên để trở nên thành công và giàu có đó là tiết kiệm 10% số tiền hàng tháng của bạn. Thời gian tốt nhất để bạn tiết kiệm tiền đó là ngay bây giờ. Và mỗi tháng khi bạn nhận được số tiền lương của mình, hãy trích 10-20% số tiền mà mình có bỏ vào một tài khoản khác, mình chỉ chi tiêu và sử dụng cái số tiền còn lại. Điều này yêu cầu bạn tính kỷ luật và tự chủ, bởi vì khi số tiền của bạn nhiều lên, đôi khi bạn sẽ phải đối mặt với sự cám dỗ bởi những món đồ xa xỉ mà bạn muốn có. Vậy thì bạn dùng số tiền tiết kiệm đó để làm gì? Đó là dùng cho thói quen thứ hai, hãy đầu tư. Đầu tư là cách tốt nhất để bạn tích lũy tài sản, miễn là bạn biết bạn đang làm gì. Ở thời điểm hiện tại, bạn có thể tìm được rất là nhiều cách để đầu tư số tiền của mình, ví dụ như là vàng, cổ phiếu, forex hay là tiền điện tử. Và phần nhiều trong đó bạn chỉ cần một khoản tiền nhỏ để bắt đầu đầu tư. Ví dụ như Forex, bạn chỉ cần $100 để bắt đầu giao dịch, kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ từ trên số tiền đó. Và khi mà bạn có nhiều tiền hơn thì bạn có thể giao dịch nhiều hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Và câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để bạn tiết kiệm tiền hiệu quả? Đó là thói quen thứ ba, hãy theo dõi những chi phí. Bạn hãy thử theo dõi chi phí của mình trong 1-2 tháng và bạn sẽ nhận ra được nhiều điều bất ngờ. Bạn sẽ nhìn thấy được những khoản chi tiêu cần thiết và không cần thiết. Và từ đó bạn sẽ cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết để tăng được cái khoản tiết kiệm tiền của bạn. Thói quen thứ tư đó là bạn hãy có một bảo hiểm y tế. Đôi khi trong cuộc sống những điều bất ngờ đến mà chúng ta không kiểm soát được. Ví dụ như bạn bị thương hay bị bệnh cần chăm sóc, đôi khi để điều trị gãy xương thì phải mất đến vài chục triệu. Và đây là một số tiền bất ngờ có thể gây ảnh hưởng tới tình hình tài chính của bạn và đôi khi là bạn mắc nợ. Vậy bạn hãy có một bảo hiểm y tế. Điều này không chỉ bảo vệ cho sức khỏe của chính bạn mà còn bảo vệ cho tình hình tài chính của bạn. Và thói quen cuối cùng đó là hãy kiếm thêm thu nhập. Việc kiếm thêm tiền không có nghĩa là bạn tìm kiếm một công việc hoàn toàn mới. Bạn có thể tìm kiếm những công việc trên Internet, ví dụ như bạn có thể trở thành một YouTuber, bạn có thể viết web và cho thuê web, hay chỉ đơn giản là bạn trở thành một freelancer, bạn có thể trở thành một nhà thiết kế tự do, hay chỉ đơn giản là dạy tiếng Anh online. Hoặc một cách khác, bạn có thể tìm những công ty có những chương trình giới thiệu trực tuyến và hợp tác với họ. Việc kiếm thêm tiền không hẳn là dễ dàng, nhưng nó hoàn toàn có thể làm được, và bạn hoàn toàn có thể học cách và làm nó. Hãy có những lựa chọn thông minh về tiền bạc. Robert Kiyosaki có nói một câu rằng không quan trọng bạn kiếm bao nhiêu tiền, quan trọng bạn giữ được bao nhiêu tiền và sử dụng số tiền đó để làm việc cho bạn và để tiền để ra tiền. Bạn càng sớm phát triển những thói quen tài chính tốt, bạn càng sớm ổn định về tài chính trong tương lai. Đôi khi sẽ rất khó khăn, tuy nhiên kết quả nhận lại hoàn toàn xứng đáng. Và tôi hy vọng video này giúp ích được cho các anh chị. Tôi là Tuệ, chuyên gia Tuệ, nhà chiến lược thị trường của Fullerton Market. Hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo.